Trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn, tiểu thuyết chiến tranh của tác giả Khuất Quang Thụy, với nhan đề Trong cơn gió lốc. Câu chuyện của những người lính trong chiến dịch Tây Nguyên, chiến dịch then chốt trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Phần thứ 5. Cả tiểu đoàn rầm rập chạy mỗi lúc một nhanh hơn, những gương mặt sáng bừng, lấp lánh mồ hôi. Những bàn chân đạp loang loáng trên cỏ. Đàn chim rừng giật mình, ngơ ngác bay vụt lên một con hoãng đi ăn sớm đột nhiên hiện ra sau một lùm cây. Nó nghển cổ, ngơ ngác nhìn, rồi bỗng la toáng lên, đạp cây chạy rào rào. Cả tiểu đoàn vẫn dầm dập chạy. Tiếng súng đạn, sẻng cuốc va nhau lách cách. Những hơi thở gấp, những mệnh lệnh ngắn, gọn, thôi thúc. Những cái ngã, những tiếng cười. Sao dừng lại? Tuột dép. Sao dừng lại? Ba lô đạn nện vào lưng đau quá. Đưa tớ đổi cho một đoạn mặt trời nhô lên khỏi dãy núi phía đông. Nắng le lói, sương mù bắt đầu loãng ra, trải thành từng luồng dọc theo những triển đồi. Thung lũng xanh dần trải ra trước mặt đoàn quân. Tiếng động cơ ô tô vẫn ầm ỉ vọng lại mỗi lúc nghe càng thêm rõ. Cả tiểu đoàn vẫn dầm dập chạy. Khi đơn vị bắt đầu đổ xuống thung lũng, Hương khẩn khoản đề nghị với trung đội trưởng và anh em trong trung đội cho mình xuống đi bộ. Trung đội trưởng mánh mỉm cười nhìn anh như lượng sức rồi dõng dạc tuyên bố thử đặt ông nghè xuống xem có đi nổi không. Hưng khoan khoái đặt chân mình xuống cỏ và tập tễnh bước đi. Những ngọn cỏ đẫm xương ve vuốt bàn chân anh khiến cái đau dịu đi đôi chút. Anh bước đi thoải mái hơn và trong lòng chật trỗi lên một niềm vui khi nghĩ rằng mình có thể đi nốt chặng đường cuối cùng đến nơi chốt chặn bằng chính đôi chân của mình chứ không phải trên vai đồng đội. Đêm qua, những lúc nằm trên võng, trong đầu Hưng luôn lảng vảng một ý nghĩ, ước gì mình nhắm mắt lại, ngủ đi một lát và khi tỉnh dậy bàn chân sẽ lành nguyên. Mình sẽ nhảy phốc xuống và reo lên, tớ đi được rồi. Đây này, tớ chạy cho các cậu xem. Nhưng anh không tài nào chợp mắt được, lúc nào anh cũng chỉ nghĩ đến đôi chân, nó vẫn ê ẩm, nhức nhối. Dường như chính vì không ngủ được nên bàn chân không khỏi vậy. Cả trung đội đã lần lượt khiêng anh trên vai. Mỗi khi họ đổi khiêng cho nhau, dù không nhìn rõ mặt, nhưng nghe tiếng nói, nghe hơi thở, người mồ hôi, Hưng vẫn nhận ra từng người. Nhiều lúc anh lặng lẽ khóc và không hiểu vì sao mình lại dễ khóc như vậy. Hình như chỉ có một lần, trung đội trưởng Mánh khiêng ở đầu cáng phía sau nhận ra anh đang khóc. Mánh thì thảo khuyên giải. Hương ạ, à, chẳng ai muốn ngồi trên vai đồng đội mình mà đuổi giặc cả. Nhưng, nếu bỏ cậu lại thì chúng tớ sẽ ân hận. Mà bỏ cậu lại thì không chỉ một mình cậu ở lại được. Phải có ít nhất một người nữa chung số phận với cậu. Chẳng thà toàn trung đội đùm bọc lấy nhau. Đến vị trí tạm dừng cậu có thể nằm nghỉ ở phẫu của tiểu đoàn ở đó cậu sẽ đỡ sốt ruột hơn khi nào đỡ đau cậu có thể ra đánh giặc được ngay hưng im lặng nghe và nghĩ rằng nếu các anh đã đưa tôi tới được chỗ đó thì tôi không chỉ đến đó để ngồi xem các anh đánh giặc tôi sẽ chiến đấu để không phụ lòng các anh tôi tin rằng trước mặt kẻ thù bàn chân sẽ không phản bội tôi tôi cũng sẽ nổ súng sẽ xung phong sẽ cùng các anh gây cho địch những nỗi kinh hoàng hưng vừa nhúc nhắc bước theo đơn vị vừa suy nghĩ như vậy bỗng hàng quân xôn xao hẳn lên rồi rung rung chuyển động. Những khẩu lệnh tới tấp truyền xuống, tăng tốc độ, vận động lên, chạy, rồi cả hàng quân dầm dập chạy. Hưng đứng lặng ngơ ngác nhìn rồi cũng tập tĩnh chạy theo. Trung đội trưởng mánh quát. Thôi, mời ông nghè lên võng. Phùng và kén vác cáng đến. Hưng còn lúng túng chưa biết xử trí ra sao thì trung đội trưởng mánh đã bế thốc anh lên, đặt vào võng. Thế, cậu có nghe tiếng động cơ ô tô không? chúng nó đang chạy đấy. Vậy thì bọn mình cũng chạy thôi. Để cậu tập tễnh như thế thì có đến Tết. Phùng và kén khiêng hưng chạy lúc xúc. Ổn khanh khách vác ba khẩu súng, đeo một bà lột to bè lúc cúc chạy theo. Dừng mờ dần đi sau làn nước mắt hưng. Lần này anh không giấu được đồng đội. Đành để mặc cho những giọt nước ấm ấm chảy dài trên má. Phía đường bảy tiếng động cơ ô tô vẫn âm ỉ vọng lại. Cả tiểu đoàn dầm dập chạy. Hưng mắc tạm chiếc võng lên và nằm nghỉ, đợi nghe tiếng súng của đơn vị từ ngoài mặt đường vọng về. Thế là anh phải buộc nằm lại ở phẫu của tiểu đoàn. Bàn chân bị thương của anh sưng tấy lên, nóng rực, những mạch máu ở cổ chân giật giật liên hồi. Anh đành phải tự an ủi mình dù sao ta cũng đã tới được đây và anh tin rằng chỉ ngày mai mình có thể nhảy ra đường, chiến đấu cùng đơn vị được. Anh chàng y tá quê Hải Phong có khuôn mặt dám nắng của dân xứ biển. Sau khi băng lại vết thương cho anh bỗng trở nên nhàn rỗi, anh ta cũng mang võng ra mắt bên cạnh Hưng và bắt đầu con cả con kê. Rõ là một anh chàng lắm chuyện. Lúc đầu Hưng cảm thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần, tự nhiên anh bị những câu chuyện lý thú, say xưa của anh ta lôi cuốn. Nhà tôi ở ngay bên bờ biển, anh y tá kể, những đêm biển động cứ nghe sóng vỗ ầm ào suốt đêm. Ai mới tới vùng biển thì thật khổ sở vì cái tiếng ầm ào đó của sóng gió. Nhung tôi lớn lên ở đó, quen đi rồi lại đâm ra say đến nỗi khi mới vào được bộ đội những đêm đầu tiên không sao mà ngủ được thì ra tôi quen ngủ trong cái tiếng sóng ầm ào đó nhớ biển vô cùng anh hưng ạ à. nhất là những ngày hành quân trên trường sơn hình như càng vào rừng thì càng nhớ biển hay sao ấy anh đã ra biển bao giờ chưa chưa à? anh y tá lộ vẻ thất vọng dường như anh không hiểu vì sao mà lại có những con người không hề biết biển là gì thôi được khi nào thống nhất mời anh về quê tôi tôi sẽ đưa anh đi chơi biển bảo đảm là anh sẽ mê biển ngay, rồi không muốn về nữa ấy chứ. Hưng mỉm cười và khẽ gật đầu. Quê anh ở miền Trung Du Phú Thọ, anh lớn lên bên rừng cọ đồi trẻ. Anh chỉ mới biết biển qua những bài học địa lý, những bài hát, bài thơ, cuốn phim. Nhưng anh đã yêu biển rồi, anh bạn quê biển đâu biết điều đó. Cứ mỗi khi nhắc tới biển, anh lại như thấy hiện ra trước mắt mình gương mặt một người con gái với đôi mắt tròn, đen thấm, nét mày thanh, đôi môi mọng đỏ đó là Hương, người con gái biển đã yêu anh. Chí Hưng đã khơi gợi, nuôi dưỡng tình yêu biển cả trong anh. Cũng như anh chàng y tá này, Hương thường kể say sưa về vùng biển của mình. Trong những câu chuyện của Hương, bao giờ cũng có những đêm biển động, những ngày gió nồm, có những buổi chiều theo cha mẹ đi đánh cá, bàn chân lút trong cát mịn. Anh đã nhìn thấy những con ốc biển chưa? Chà, những con ốc như thế mới tuyệt làm sao? Đủ các màu sắc nhé có thể dùng vỏ ốc xếp thành những đóa hoa cơ đấy. Tôi còn giữ được mấy con, đem vào đến tận chiến trường này. Vậy mà hồi vượt sông Pô Cô, bị nước cuốn trôi mất cả ba lô, tiếc. Thì ra không phải chỉ có hương. Khi rời vùng quê biển Nghệ An của mình ra Hà Nội học đã mang theo những vỏ ốc, vỏ sò, kỷ niệm bé nhỏ nhưng yêu thương gần gũi, thân yêu của tuổi ấu thơ. Suốt mấy năm học ở trường đại học sư phạm, Hương giữ những chiếc vỏ sò, vỏ ốc ấy như những vật kỷ niệm thiêng liêng những năm đó giặc Mỹ đẩy mạnh chiến tranh phá hoại ở khu 4, nên vào dịp nghỉ hè Hương không về thăm quê được. Bạn bè thường thay nhau rủ Hương về quê mình nghỉ hè cho vui. Lần nào Hương cũng khóc một chặp, rồi cuối cùng cũng chuẩn bị đồ đoàn, sách vở, mang theo cả những chiếc vỏ sò, vỏ ốc đi về những miền quê khác nhau của bạn bè ở miền Bắc. Mùa hè thứ ba, năm 1972, Hương đã mang theo những chiếc vỏ sò, vỏ ốc ấy về Phú Thọ với Hưng những buổi chiều mà đi dạo bên bờ biển thì thật tuyệt vời anh hưng ạ à, gió thổi lồng lộng những con sóng xanh cứ đuổi nhau lao vào bờ rồi nhảy ùa lên bãi cát rồi trăng lên trăng ở biển lạ lùng lắm thoạt đầu khi từ dưới biển nhô lên trăng đỏ hồng như một vòng lửa càng lên cao càng xanh lại và sáng vòng vặt anh đã đọc bài thơ biển xanh của xuân diệu chưa bài nếu em là biển xanh thì anh là bờ cát trắng ý mà tôi không thuộc nhưng thích lắm đó là một bài thơ tình tuyệt vời về biển hương cũng đã chép cho anh bài thơ ấy những dòng chữ của em vẫn còn nằm trong cuốn sổ tay của anh đây anh đã mang theo nó ra trận cùng với những trang thơ những vật kỷ niệm nhỏ nhắn xinh xẻo của em trong đó có cả một cái vỏ ốc tất cả những cái đó bây giờ đối với anh là vô giá bởi vì đó chính là hình ảnh của em hơi thở của em khi chiến thắng trở về anh không thể tìm thấy em ở bất cứ nơi nào trên trái đất này vì em không còn nữa. Giặc Mỹ đã giết em trong một trận B52 dã man nhất chúng dội xuống thủ đô. Anh đã nhận được tin đau xót ấy khi vào tới chiến trường này. Bẻ bạn viết rằng trước khi nhắm mắt, em còn nhắc tới anh, tới biển. Nhớ biển quá anh hưng ạ. À. Ừ, nhớ chứ, bây giờ anh đã hiểu điều đó, khi còn ở nhà tôi vẫn mơ ước trở thành một chiến sĩ hải quân kia, nhưng anh lại hiểu rằng muốn giành lại biển thì hãy đánh gục kẻ thù trên mặt đất. Vậy mà rốt cục tôi lại trở thành anh lính bộ binh Quanh năm lặn lội trên rừng, sinh ra ở rừng đâu phải là lỗi lầm, nhưng không biết yêu biển thì quả là lầm lỗi. Biết bao giờ chúng mình đánh xuống tới biển, anh hưng nhất định chúng ta sẽ đánh ra tới biển. Toàn ạ, biển ở hướng chúng ta đang truy kích đấy. Còn xa lắm phải không anh? Còn xa, nhưng nhất định sẽ tới. Rồi đây, nếu anh còn sống trở về, anh sẽ tìm tới vùng biển quê em, sẽ đi một mình trên bờ biển để nhớ thương em. Khi còn ở bên nhau, em thường phàn nàn con trai mà không biết biển là gì, rõ chán. Dường như đối với em, anh còn thiếu một điều gì đó mới trở thành một người trọn vẹn, xứng đáng với tình yêu của em. Ngày ra đi anh đã hứa rằng rồi anh sẽ ra tới biển, sẽ ngồi trên bờ biển viết thư cho em. Nhưng con đường hành quân ra trận lại cứ vươn mãi, vươn mãi lên những đỉnh cao vời vợi của Trường Sơn. Anh y tá trẻ cũng im lặng, đôi mắt to tròn của anh mơ màng nhìn ra cánh rừng xa tưởng như anh đang nhìn ở phía đó lớp lớp những con sóng xanh đang hồ hởi lao tới chỉ một lát nữa thôi nó sẽ nhảy ủa tới đây ôm choàng lấy anh anh nhắm mắt lại nao nức chờ đợi nhưng bỗng từ phía ấy tiếng súng rộ lên bắt đầu rồi anh y tá reo lên rồi đứng bật dậy nhìn về phía súng nổ những cột khói bắt đầu đùn lên dọc theo thung lũng tiếng súng mỗi lúc một rền vang cả thung lũng rung lên trong tiếng súng tiếng đạn bầu trời dần dần ám khói trung chiêng như đang vỡ ra từng mảng. Chợt thấy chân mình đau dội lên, hưng sực tỉnh, tới lúc ấy anh mới biết mình đã chạy ra chỗ quang để nhìn ra phía mặt đường từ lúc nào chẳng rõ. Trung đội trưởng máy nằm bên lề đường, trịnh trọng nâng khẩu B40 lên. Anh nhéo mắt, nhắm thẳng vào chiếc M113 đi kẹt giữa hai chiếc xe tải. Hồi còn ở nhà đi úp cá, mỗi khi úp được con cá đầu tiên, mình thường nói, xô so sốc chốc đầy giỏ rồi mới thả cá vào. Nói vậy để lấy khước, cầu may. Bây giờ thịt chiếc xe đầu tiên nên nói thế nào cho phải đạo đầy. Chiếc xe đã bắt đầu bò lên cầu. Nhích lên chút nữa, con à. Cái cân ăn ten vắt vẻo trên đầu mày sau giống cái dâu con chê cụ thế. Mánh chợt nhếch mép cười. Sổ sốc. Anh siết cò. Viên đạn lao vút đi, vạch một đường lửa sáng loá rồi lao sầm vào chiếc xe. Nổ một tiếng dữ dội. Nhưng chiếc xe đang đà lao tới, nó đâm sầm vào thành cầu rồi bật ngửa, lao xuống suối. Cái mũ sắt của thằng xả thủ đại liên văng tít ra xa, trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Dòng suối rên lên xèo xèo, sủi bọt. Chiếc xe chở hàng đi sau choáng váng, loạn quạng rồi cũng lao dầm xuống suối. Bốn bánh chồng lên trời, máy vẫn sủi ục ục. Tiếng súng đã gian lên trên suốt một quãng đường dài. Trận đánh đã thực sự bắt đầu. Mánh trao khẩu B-40 cho ổn và hét. Lắp đạn, pháo tăng của địch bắt đầu bắn sang đạn nổ banh banh trên đầu mũi của trung đội phó đạt đang cố gắng vượt sang bên kia suối nhưng đã bị bọn bộ binh địch bắn chặn những thằng địch vừa nhảy như con choi choi vừa tới tấp tung lựu đạn xuống suối đạt đã điều đại liên lên con gà cổ ấy lập tức cho tụi ngụy bên kia suối hôn đất một thằng trúng đạn không hiểu vào chỗ nào mà cứ lăn lộn trên mặt đất la lên ồ ồ đạt cho hỏa lực vỗ mặt để chuẩn bị đánh vu hồi bên sườn phải nghĩ vậy trung đội trưởng mánh yên tâm anh chỉ còn nghĩ đến hướng cầu anh phải chỉ huy lực lượng còn lại bịt chặt cầu không cho bọn xe tăng vượt sang chiếc xe bọc thép thứ hai lại sầm sầm lao tới với tốc độ rất nhanh ổn khẩn khoản đề nghị cho cháu bắn trước này mánh gật đầu được nhưng phải bình tĩnh bắn cho nó cháy ở giữa cầu ổn từ từ nâng súng lên nhưng một tình huống bất ngờ đã xảy ra khi chiếc xe vừa chớm tới cầu bỗng có tiếng lợn kêu thét lên ếch, ếch, Ổn sững sờ nhìn lên và chợt thấy một con lợn trắng to thù lù trên đầu xe. Cứ mỗi lần khẩu đại liên trên xe sổ một chàng thi con lợn lại ứng khẩu kêu thét lên như bị chọc tiết. Ổn bỗng rũ ra cười, cười chảy cả nước mắt. Trung đội trưởng mánh quát tướng lên. Con khỉ, cười cái gì? Nó sắp qua cầu bây giờ. Ổn cố cắn răng nín cười, nâng súng lên. Ổn lại phi cười, khẩu súng rời khỏi tay. Trung đội trưởng mánh vội nhảy sang, giật lấy súng. Đưa súng đây. Ổn bỗng nín bật. Chiếc xe lao vụt qua cầu. Trung đội trưởng mánh nâng vội súng lên, xiết cò. Hùng, hoàng. Chiếc xe khựng lại, đùng đùng bốc cháy. Mồ hôi tuôn trên mặt mánh ròng ròng. Mặt anh chặt tái đi. Chỉ một vài giây nữa chiếc xe vọt qua chốt và chưa biết tình hình rồi sẽ ra sao. Anh giận dữ, quay lại quát khản đặc cả giọng đánh đấm kiểu gì thế? Lắp đạn. Ổn vừa thút thít khóc vừa lấy đạn ra lắp vào súng. Lại một chiếc xe nữa liều lĩnh lao về phía cầu. Ổn vội trao súng cho trung đội trưởng. Mánh quay sang trừng mắt, quát. Bắn đi chứ, cậu là xạ thủ cơ mà. Ổn vội nâng súng lên. Cái tiếng pầm, pầm, ép, ép, lại chợt vang lên bên tài. Anh liếc vội sang trước M113. Con lợn đã bị thui cháy đen xì trên đầu xe chút nữa thì khốn nạn vì nó. Trung đội trưởng mánh đè. Chú ý, M48 đấy, bắn trượt cái này thì tao. Chiếc xe to quá, ổn chưa nhìn thấy loại xe này bao giờ. Nom nó lừng lững, đen xì như một khối đá. Vòng xích của nó nghiến trên cầu sắt ken két, dần dợn. Cái nòng pháo dài nghêu lắc lư, ổn chợt thấy lúng túng. Ngắm vào đầu chú. Bên dưới tháp pháo. Ổn chỉnh lại đường ngắm, đợi cho chiếc xe lăn thêm vài mét nữa, ổn bình tĩnh siết cò. Chúng rồi, khá lắm. Ổn hoa mắt, một vài giây sau, anh mới nhìn thấy một cụm khói lớn đùn lên giữa cầu. Khói trùm kín chiếc xe, tuôn phỉ ra từng luồng khói ở nắp xe, ở nòng pháo, non như những tia máu đen của một con quái vật đang vọt ra. Đạn pháo trong xe nổ dữ dội. Thằng bắn nhắn, làm ăn được đấy. Cháy giữa cầu, đẹp lắm ổn nghe tiếng trung đội trưởng Mãnh cười kha khá trong tiếng đạn nổ. Khi đạn trên xe nổ hết, khói tan, trung đội trưởng Mãnh nhìn xuống cầu và chợt reo lên. Ổn trung kìa. Cái gì thế chú? Cái cầu, cậu thấy không? Nó võng hẳn xuống như sắp sụp. Hà hà, cậu đánh đòn hiểm đấy. Sức nặng của chiếc M48 và sức chấn động khi đạn pháo trong xe tăng nổ đã làm cho chiếc cầu sắt vần đi. Bây giờ xe địch không thể qua đó được nữa muốn vượt sang bên này suối chúng chỉ còn cách tìm chỗ có dốc thoải mà bỏ qua trung đội trưởng mánh chạy đi bố trí lại đội hình anh tăng cường thêm lực lượng cho mũi của trung đội phó đạt phát triển sang bên kia suối phối hợp với trung đội bạn toàn tiểu đoàn đã nổ súng mặt đường rung lên bần bật hướng nào cũng nghe ran tiếng súng không còn phân biệt được ở hướng nào trận đánh diễn ra ác liệt hơn mánh căn cứ và những đụn khói đen đang đùn lên ở dọc đường ven bờ sông ba để phán đoán tình hình nhưng những đám cháy như vậy bốc lên ngày càng nhiều, tưởng như cả con đường đang ngùn ngụt bốc cháy. Những chiếc máy bay trực thăng trợ chiến cũng đã tới, chúng xả xuống, tỉa từng chàng 20 ly và phóng dốc két dọc hai bên đường, không cần phân biệt chỗ nào có quân của chúng. Trận đánh diễn ra mỗi lúc mỗi sôi nổi, không thấy có phát đạn nào bắn lên, thành ra sự lồng lộn, gầm rít của bọn chúng ở trên trời bỗng trở nên lạc lõng, vô duyên, giống như một bọn đánh hôi thiếu tư cách biết địch chưa thể vượt qua suối trong tình hình này, mánh tập trung lực lượng còn lại của trung đội đánh vượt sang bên kia suối. Vừa triển khai xong đội hình ở bên kia suối, họ liền chạm trán ngay với xe tăng địch. Chúng từ mặt đường dàn hàng ngang ầm ầm lao xuống định tìm đường vượt qua suối tháo chạy. Tất cả các khẩu đại liên trên xe bắn như vãi đạn, pháo tăng nổ chát chúa bên tài. Bảy xe tăng hung dữ như một đàn bò tót, xé rừng lao tới. Tiếng trung đội trưởng mánh hét vang. Ổn, bắn trước thứ nhất ổn đứng nép vào cây, kia súng bắn. Viên đạn lao vút tới, đập vào thành xe một cái choang. Đạn không nổ. Chiếc xe tăng gầm lên, lao tới. Cái tán lá cây trên đầu ổn nát tướp bởi đạn đại liên. Ổn tạt sang trái. Chiếc xe tăng trồm qua. Phùng tung liền hai quả lựu đạn vào vòng xích của nó. Lựu đạn bật lại nổ ầm ầm. Ổn. Bắn chiếc thứ hai. Ổn vừa lắp đạn xong. Anh bật dậy, quỷ đón bắn chiếc thứ hai. Viên đạn ăn cao, hớt vẹt góc tháp pháo. Chiếc xe tăng hốt hoảng khựng lại. Một loạt lựu đạn bay vút tới nổ tung tóe. Khi biết chưa bị cháy, chiếc xe tăng rú máy định chạy. Nhưng băng xích của nó đã bị lựu đạn băm nát, sổ ra, nằm xoãi trên mặt đất. Một phát B-40 từ góc trái lao tới. Chiếc xe nổ tung, cháy nghi ngút. Bắn hai phát đều trượt, ổn cáo tiết gầm lên một tiếng rồi ôm súng vọt lên, đón chiếc thứ ba. Đó là một chiếc M-48 to lớn kềnh càng, Tao đã biết mày rồi, đếch sợ. Ổn nghĩ vậy rồi né sang trái chọn chỗ đúng bắn. Anh chưa kịp xiết cò thì lại một phát B40 lao vút tới. Chiếc xe tăng đỏ lượng lên, nổ dữ dội. Ổn nhăn mặt hét lên. Thằng cầu hớt tay trên tao rồi. Thoáng thế bóng cầu lao trong làn khói mờ. Nó cười mình. Thằng lỏi con. Khẩu trung liên của kén nổ bùng bùng ở chỗ nào đó. Hình như lại gặp bọn bộ binh rồi. Ổn dụi đôi mắt cay xè vì khói. Bỗng, lại nghe tiếng trung đội trưởng mánh hét toáng lên. M48, bên phải. Ổn vội vàng quay ngoái sang. Chiếc M48 từ triền đổi trước mặt lừng lững lao tới. Ổn chạy thẳng về phía nó. Một băng đại liên ảo qua đầu. Mặt, ổn biết nó cóc làm gì nổi mình nữa rồi, trừ phi mình bắn trượt. Hoặc là tao thịt mày, hoặc mày nghiến qua tao. Nào, lao thẳng vào đây. Ùng, hoàng, tiếng nổ dội lại chắc nịch, tròn ủng Ổn chưa kịp nhìn kỹ đối thủ vừa bị hạ thì lại nghe tiếng hét của trung đội trưởng. Xung phong lên mặt đường. Hàng trăm chiếc xe hơi đang nổ máy inh ình, nằm nối đuôi nhau, đặt ngẽn một quãng đường. Nhiều chiếc tông vào nhau bẹp rúm gió. Có những chiếc xe rép bị chèn ngã bật ngửa tinh hình mà máy vẫn còn nổ. Bốn bánh vẫn cứ quay tít, y như con bò bị ngã xuống bãi lầy, bốn chân trồng lên trời, đạp gió lia lịa và rúng lên ò ò. Xác lính địch nằm ngổn ngang trên đường, nằm vắt vẻo trên thành xe, nằm bẹp dí dưới bánh xe, nằm tựa vào tao luy đường. Các chiến sĩ bắt đầu lôi ra từng chúa tù bình Chúng tuồn vào rừng, lần lút khắp các xó xình. Có đứa chạy một mình, có đứa kéo theo cả bầu đoàn thê tử, thảm hại, nhếch nhác. Nhiều chỗ, các chiến sĩ trung đội gió lốc bắt được cả chuỗi, hàng vài chục tên, không hiểu của bộ phận nào bắt được đã trói sẵn. Chúng ngồi túm tụm vào nhau, ngoan ngoãn chờ người đến giải đi mà trói buộc nào có ra gì cho cam, đứa thì buộc bằng dây dày, đứa thì cuốn sơ sài vài cái dây rừng. Có đứa, chẳng còn dây dợ trói buộc gì nữa mà vẫn cứ, chắp hai tay lại như đang bị trói. Khi các chiến sĩ đến, giải đi, liền tự nguyện kêu ầm lên, anh giải phóng ơi, trói lại cho em với. Đấy là bọn bộ binh, cánh thiết giáp hùng hổ hơn, chúng húc đông, chọc tay, mong tìm lối thoát. Những thằng khôn ngoan hơn thì lao vào rừng, tìm chỗ kín nằm im thít, đợi thời cơ. Mánh và ổn, Phùng đã vỡ được một cụm ba chiếc án binh bất động như vậy. Họ đang luồn rừng, truy theo bọn bộ binh thì chợt phát hiện thấy nhiều vết xích xe tăng. Trung đội trưởng Mánh khoát tay ra hiệu cho hai chiến sĩ. Họ lặng lẽ lần theo vết xích, tới một vạt rừng rậm, quả nhiên họ vỡ được cái ổ con chuồn chuồn. Trung đội trưởng Mánh nháy mắt cười, nói với hai chiến sĩ. Tóm sống, kiếm cái xe đi chơi ba người bí mật tiếp cận địch. Khi chỉ còn cách cụm xe chừng vài chục mét, trung đội trưởng mánh nổ một loạt tiểu liên, ổn vào phùng cùng lao vọt ra, chĩa B40 vào đám xe tăng địch, quát oang oang. Đầu hàng mau, tao cho một phát B40 chết thui bây giờ. Tất nhiên bọn địch trong ba chiếc xe không thể nghe thấy những lời đe dọa ấy của ổn, mặc dù ổn đã gào to như tiếng bò kêu. Nhưng dĩ nhiên, cái quả đạn hình bắp chuối thì chúng nhìn thấy. Và, là những đứa thông minh, chúng hiểu giá trị của nó, vậy nên dường như cùng một lúc cả ba chiếc xe cùng bật cửa trên tháp pháo, rồi lần lượt từng thằng ngoan ngoãn chui ra. khi tất cả cái đám thiết kỵ ấy đã chui ra hết khỏi ba cái quan tài thép, hiện nguyên hình là những thằng lính nhát gan và láo cá, trung đội trưởng mánh liền tiến lại ra một mệnh lệnh, bỏ hết súng đạn ra. chỉ có một thằng béo mập để riêng mép là có đeo súng ngắn bên người, nó chỉ dám hạ một tay xuống lập cập mãi mới tháo được cái dây lưng đeo lằng nhằng trăm thứ súng dao bao đạn bi đông còn thằng nào có vũ khí nước không thằng béo mập liếc nhìn các chiến hữu tụi bay còn không dạ hết cởi giày ra mãnh tiếp tục ra lệnh bọn lính cúi xuống cởi giày một thứ mùi khăn khẳng bốc lên từ những đôi bốt đờ xô khiến mánh phải chun mũi nhăn mặt lại khiếp không khác gì những cái hố xí di động chúng mày ở đơn vị nào? Thằng mập lắp bắp trả lời. Dạ, thiết đoàn 21 ạ. À. Mánh cười khẩy. À, chào người anh em, tưởng xa lạ gì, chỗ quen biết cũ mà. Năm ngoái tụi bay có càn ra vùng chưa nghé hả? Dạ, hồng có. Tên lính bé chót trả lời tụi con mới được bổ sung về thiết đoàn. Còn ngài sĩ quan mánh hất hàm hỏi tên mập chắc ngài có tham dự chứ? Tên sĩ quan cúi đầu thú nhận. Dạ, được rồi, hỏi cho biết vậy thôi. Bây giờ thì, đằng sau quay. Bọn tù binh đều ngơ ngác, sợ hãi. Cái gáy đỏ ao, béo nục của tên sĩ quan giật giật. Có lẽ bọn hắn đang chờ một loạt đạn. Thằng lính bé chót bắt đầu thút thít khóc. Im đi, mánh quát lính tráng gì mà hèn vậy. Không ai thịt tụi bay đâu. Bây giờ chỉ xin phiền các vị một chút thôi. Anh quay sang phùng, ra lệnh. trói tụi nó lại. Phùng lắc đầu. Không có dây chói. Mánh chỉ đám bốt đờ xô. Dây dày, thiếu gì. Phùng nhăn mặt. Thối quá. Nhưng rồi Phùng cũng gỡ đủ cho mỗi tên một sợi dây. Anh tiến lại, bẻ quạt tay từng thằng về phía sau và trói lại. Xong xuôi, anh quay sang hỏi trung đội trưởng. Còn mấy chiếc xe? Để đó, khi nào tạm yên ta bắt bọn tù binh vào lái ra đường, đợi thiết giáp của ta tới lái về mà dùng ổn chép miệng tiếc rẻ giá tụi mình biết lái nhỉ anh thử xem anh mánh anh lái được công nông kia mà mánh lắc đầu nhưng đây là xe tăng chú mày ạ à, xe tăng và máy kéo thuộc hai phương diện khác nhau hoàn toàn họ giải tù binh ra đường trận đánh đã tạm thời lắng xuống có lẽ bọn địch còn đang choáng váng vì cuộc đánh chặn bất ngờ này nhưng ai cũng có thể đoán được rồi tình hình sẽ rất căng Lực lượng thiết giáp của địch còn khá đông và khá mạnh. Nếu chúng biết phối hợp TOT bộ 3, xe tăng pháo binh bộ binh để mở đường máu thì không phải là chuyện đùa. Mánh hội ý với trung đội phó đạt và các tiểu đội trưởng sơ kết hiệp 1. Toàn trung đội hà 15 xe tăng và xe bọc thép, bắt sống 4 chiếc, tù binh đã lên tới con số trăm. Làm xong những con tính cộng ấy, trung đội trưởng Mánh cười hề hà, tuyên bố với mọi người. Hiệp một như vậy là tuyệt vời, cứ đà này mà phất thì lá cờ đầu lại về tay trung đội gió lốc rồi. Các bạn à, tranh thủ những phút tạm ngừng chiến đấu, lính ta đã nhảy lên những chiếc xe chở hàng quân tiếp vụ khuân xuống hàng chục két bia 33, hàng chục két nước ngọt nhãn hiệu beo trồm, rồi đồ hộp, bánh kẹo, thuốc lá. Họ vui vẻ chia nhau mỗi người một ít, chuyện nở như pháo. Ổn ngồi trên một khúc cây, bô bô kể lại chuyện chiếc M113 trở lợn và cười ngất. Mặt ổn sạm đen khói đạn, nhưng cậu ta không lau, cứ để vậy mà ăn uống, cười nói cho ra vẻ một anh lính từng trải. Hưng bắt gặp cái sinh mệnh bé nhỏ ấy trong gầm một chiếc GMC. Nó khóc thút thít và run lẩy bẩy trong tay Hưng. Hưng hỏi nó không nói. Bên cạnh nó là xác một người đàn bà bị bánh trước của GMC nghiến bẹp dí. Đôi mắt của người mẹ trợn lên, như chừng chừng nhìn Hưng. Má cháu đây phải không? Con bé gật đầu rồi lại khóc nấc lên, Hưng luồn bàn tay vào mái tóc mềm như tơ của nó, vỗ về, an ủi. Lòng anh quặn đau, thiếu chút nữa thì anh không ngăn nổi lòng mình để cho những giọt nước mắt xót thương ứa ra. Anh cúi xuống, nghẹn ngào nói với đứa trẻ. Đi với chú nhé. Con bé bỗng dãy này, tràn ra khỏi tay Hưng và khóc thét lên. Nó lao vụt vào gầm xe chạy tới ôm chầm lấy cái xác của người mẹ xấu số và gào lên những tiếng xé ruột. Má ơi! Má! Hưng cảm thấy bất lực trước nỗi đau khổ của đứa trẻ. Anh lặng lẽ nhìn đi chỗ khác để khỏi chứng kiến cảnh ấy. Thương xót trộn với căm giận cứ trào lên khiến đôi mắt anh sáng quắc, rực lên như lửa. Phía chốt của trung đội anh, tiếng súng vẫn nổ gian Ngồi ở phố từ sáng tới giờ suốt ruột quá, anh tìm mọi cách thuyết phục toàn để cậu ấy tha cho anh ra trận địa. Rốt cuộc, anh đã thắng. Nhưng trên đường ra chốt anh lại gặp em bé này. Biết tính sao đây? Không thể đem em về phẫu, vì bọn trực thăng đang nhẹ dọc những bìa rừng xanh mà suối đạn xuống. Khó khăn lắm anh mới ra tới được đây. Bây giờ chúng lại đang bắn dọc theo trục đường, thiêu hủy nốt những xe còn chưa cháy để khỏi lọt vào tay ta. Lừng khừng ở đây mãi thật nguy hiểm. Tiếng khóc của em bé gái vẫn nghẹn ngào, thảm thiết. Hưng không thể chịu đựng được nữa. Anh bặm môi lại, chui vào gầm xe, bế thốc em bé lên và dỗ dành. Cháu ơi, nín đi, đi với các chú. Em bé vẫn gào khóc, vùng vẫy. Đột nhiên nó nín bặt gục đầu vào vai anh. Hưng bỗng thấy vai mình đau nhói. Nó cắn. Rồi nó dãy, Nó đạp và lại la khóc. Mặt. Phút ấy anh quên hết. Quên cả bàn chân sưng tấy. Bầm dập. Quên cả cái đau dội lên trên vai. Nơi đôi hàm răng nhỏ nhắn. Thơ ngây của đứa trẻ vừa nghiến vào. Nỗi xót thương. Lòng căm giận bừng bừng đã tiếp cho anh thêm sức mạnh. Anh ôm chặt lấy đứa bé. Nghiến răng. Lao về phía trận điện trung đội gió lốc vừa đánh lui một đợt xung phong nữa của xe tăng và bộ binh địch. Bốn chiếc M-48 và M-41 bị thiêu cháy còn nằm giải rác ven đồi. Có một chiếc không hiểu vì sao chúng đạn rồi mà còn lao ra tận bờ sông. Chỉ một chút nữa là nó lao xuống dòng nước xanh trong lao lèo của sông Ba. Xác bọn bộ binh nằm la liệt trên đường và ven triền đồi, nơi trung đội gió lốc xây dựng trận địa chốt chặt. Bị chặn cứng trong thung lũng, bộ chỉ huy hành quân quân đoàn hang ngụy hốt hoảng, điên cuồng chúng dùng toàn bộ lực lượng thiết giáp của thiết đoàn 21 ủi rũi, mong mở được một con đường máu cho đại quân tháo chạy. Các liên đoàn biệt động, các đơn vị pháo binh và không quân cũng tích cực yểm trợ cho thiết đoàn 21. Cuộc chiến đấu đang ở vào giai đoạn quyết liệt nhất. Toàn tiểu đoàn phải căng ra, thành lập nhiều tuyến chốt chặn, kiên quyết thực hiện mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh Sư đoàn và Bộ Tư lệnh Chiến dịch, không để cho một tên địch nào vượt qua bức tường thép của tiểu đoàn để chạy về đồng bằng ven biển mệnh lệnh ấy đã được truyền đạt tới từng chiến sĩ thấy hưng xuất hiện trên trận địa với một đứa bé trên tay cả trung đội vô cùng xúc động không cần phải nghe hưng kể họ đã hiểu vì sao có sự xuất hiện của em bé đó hàng ngàn người dân khốn khổ bị bọn địch dọa dẫm lừa gạt bỏ thành phố làng mạc chạy theo chúng đang còn tan tác khắp rừng số phận của họ sẽ ra sao có biết bao đứa trẻ mồ côi rơi vào cảnh ngộ như em bé này Phùng nhường cho Hưng chiếc công sự chiến đấu của mình rồi cùng với kén đi đào chiếc khác. Ổn mang tới trước mặt Hưng năm, sáu chai nước ngọt và hai gói kẹo. Trung đội trưởng Mánh im lặng suy nghĩ. Một lát sau anh mới lên tiếng trách Hưng. Đáng lẽ cậu nên đưa cháu bé về phẫu của tiểu đoàn thì hơn. Hưng gật đầu. Tôi cũng định thế. Nhưng lúc đó trực thăng và pháo địch bắn phá dữ dội suốt con đường về phẫu. Ngồi ở đó chờ cũng không ổn, vì bọn địch đang dùng trực thăng đi bắn phá hủy xe dọc đường trung đội trưởng mánh nhăn mặt. Thế cậu tưởng đưa nó lên đây an toàn à? Ít ra nó cũng có cái hầm mà chú. Nhưng nó sẽ chết khiếp vì tiếng súng, tiếng đạn. Đánh nhau, cậu tưởng đùa đấy hẳn. Rồi anh khẽ thở dài thôi được biết làm thế nào. Khi nào yên ổn một chút phải đưa nó về phẫu ngay. Thấy có nhiều người quan tâm chăm sóc mình, con bé đã nín khóc. Nhưng nó nhất định không chịu ngồi xuống hầm mà cú đứng chơi trên mặt đất, nhìn không chớp về phía mặt đường. Hình như nó tưởng rằng chỉ một lát nữa, mẹ nó sẽ đứng dậy, chạy lên đây với nó. Hưng bế nó lên lòng, bóc một phong kẹo đưa cho nó và dỗ dành. Cháu ăn đi, rồi cháu xuống hầm ngồi nhé. Con bé lại lắc đầu, méo sực miệng, trực khóc. Vú, xéo, hoành, tăng, hoành, tăng, hoành. Tiếng đại bác, tiếng pháo trên xe tăng bỗng nổ rồn rập. Khu vực trận địa mù mịt khói đạn, đất cát văng tứ tung, trung đội trưởng mánh hét lên. Chuẩn bị. Hưng bế thốc cháu bé nhảy xuống công sự. Em bé dường như cũng hiểu rằng sắp đến lúc nghiêm trọng nên nín bặt. Nó đứng dưới công sự, ôm chặt lấy chân Hưng, run lẩy bẩy như con chim non gặp bão. Tiếng trung đội trưởng mánh lại vang lên, xen giữa hai loạt pháo. Chú ý tiết kiệm đạn chống tăng. Gần hai chục chiếc xe tăng, xe bọc thép từ hai bên đường vừa bắn, vừa gầm rú điên loạn mặt đất rung lên bởi tiếng đạn nổ và tiếng bánh xích nghiến trèo trèo. Bọn bộ binh địch ùa theo sau xe tăng như một đàn ruồi. Hưng tháo mấy trái lựu đạn đặt lệnh trước thành công sự, kiểm tra lại khẩu tiểu liên. Xong xuôi, anh cúi xuống vuốt nhẹ mái tóc em bé gái, vỗ về, an ủi cho em đỡ sợ. Đôi mắt thơ ngây của em bé ngước lên nhìn anh, tin cậy. Tội nghiệp em, các anh sẽ che chở cho em, em bé ngây thơ và đau khổ à. Hưng nghĩ vậy rồi xé chiếc khăn mùi xoa của mình, lấy hai miếng vải nhỏ nhét vào hai lỗ tai bé xíu như hai cái nấm của em bé tự nhiên nước mắt anh ứa ra nhỏ xuống mái tóc mềm như tơ của em bé tội nghiệp thấy anh khóc em bé ngơ ngác nhìn rồi ngây thơ an ủi đừng sợ chú ạ à, đạn nó không rơi vào mình đâu mình ở dưới hố mà hưng mỉm cười và nước mắt lại ứa ra lần đầu tiên em bé nói với anh bằng giọng âu yếm như vậy không chú không sợ đâu cháu ạ à, bây giờ cháu ngồi yên để chú đánh cái bọn giết má cháu nhé. Không biết có hiểu những lời anh nói hay không mà em bé khẽ gật đầu, ngoan ngoãn. Nó đã bớt run và không còn biếu chặt lấy hai chân anh nữa. Bọn địch vẫn đang dè dặt tiến lên. Chúng nó quyết mở cho được đường máu. Được, hãy cho chúng nó biết thế nào là đường máu. Đến một khoảng cách nhất định, tất cả xe tăng địch đột ngột tăng tốc lao vọt lên. Cùng một lúc, các khẩu súng chống tăng đồng loạt phóng đạn. Hai chiếc bốc cháy. Những chiếc khác lùi xuống, chĩa nòng pháo lên bắn găm vào từng mô đất khả nghi. Bọn bộ binh địch ào ạt xông lên, đen cả chiên đồi. Tiên sư chúng mày. Hưng vung tay ném liền ba trái lựu đạn vào đám địch gần nhất. Vừa chạm đất, những trái lựu đạn đều nổ bung, quét gục từng mảng địch. Hết lựu đạn, anh dùng súng. Anh bắn bình tĩnh, từ tốn, từng chập hai viên một. Xung quanh anh, tiếng súng của đồng đội nổ gian. Anh không nghe thấy tiếng súng của mình mà chỉ cảm thấy qua những cái giật nhẹ của báng súng. Nhưng anh biết, viên đạn của anh sẽ trúng đích. Có một lúc, bọn địch tràn lên đông nghịt trước công sự của anh. Anh thét lên một tiếng rồi bật khỏi công sự, cắp súng tiểu liên quét từng loạt dài. Xác địch đổ giặt trước mặt. Anh còn kịp nghe thấy tiếng cháu bé khóc thét lên. Bọn địch còn lại hốt hoảng giặt xuống. Anh nhanh chóng tụt xuống công sự trước khi một quả đạn pháo nổ chùm ngay trước miệng hố anh cảm thấy đôi tay nhỏ bé của cháu bé siết chặt lấy chân mình. Nhưng anh không kịp cúi xuống, bọn chúng nó lại ảo ạt tràn lên. Tất cả các cơ súng của trung đội đều nổ dữ dội. Các xạ thủ đã phải dùng B-40 để đánh giạt bọn bộ binh xuống. Hưng thấy ổn đã bắn tới quả thứ tư. Ở hướng tiểu đội 2, các chiến sĩ đã bật lên khỏi công sự đánh giáp lá cà với địch. Bọn bộ binh địch không hiểu từ đâu kéo ra, đông như kiến, reo hò ầm ĩ, thúc nhau xông lên bỗng một loạt đại bác chùm lên giữa đám lính tráng đen đặc ấy. Không ai biết đó là pháo ta hay pháo địch. Bọn địch hốt hoảng chứng lại rồi ào ào chạy giạt trở xuống. Lại một loạt pháo nữa. Vẫn không ai biết là pháo ta hay pháo địch. Khi những làn khói đại bác tan đi, trên triền đồi ngồn ngang sắc giặc, trận tiến công dữ dội nhất của chúng đã chấm dứt. Các chiến sĩ trung đội gió lốc thở phào, ai nấy đều mệt mỏi, mồ hôi vã ra như tắm. Nhiều người đã bắn đến viên đạn cuối cùng, trung đội trưởng mánh bò đi kiểm tra lại lực lượng của mình. Trung đội đã hy sinh mất 4, bị thương 3. Đạn B.4 không chỉ còn lại hai quả. B-41 không còn quả nào. Đạn tiểu liên và liệu đạn cũng sắp cạn. Trung đội trưởng mánh bò đến công sự hưng. Gương mặt anh đanh lại. Sạm đen khói đạn, bóng nhảy mồ hôi. Anh nhìn hưng dây lát rồi chậm rãi nói. Tổ đảng có bốn người, thắng hy sinh rồi. Bây giờ chỉ còn mình, cậu và đạt. Mình và Đạt đã trao đổi và thấy rằng ta không còn đủ sức đánh lui một đợt xung phong nữa của địch. Vậy anh tính sao?" Mãnh trả lời quả quyết: "Rút lui." Hưng Thẳng Thốt hỏi lại: "Rút lui? Bỏ chốt? Khi chưa có lệnh của đại đội phải căn cứ vào tình hình cụ thể của trận đánh, cậu à. Chúng ta nằm trong thế trận của chốt liên hoàn gồm một loạt chốt như thế này. Địch tràn qua được chốt của ta nhưng không đủ sức tràn qua các chốt khác." Hưng lắc đầu tỏ vẻ nghi ngờ. Nhưng, nếu các chốt khác họ cũng rút lui. Không thể có chuyện đó. Nếu chúng mình cứ cố tập trung cả ở đây trong khi hòa lực đã cạn là không cần thiết. Chỉ để lại số anh em còn vũ khí đánh tăng địch thôi, cậu ạ. À. Họ sẽ rút sau. Họ im lặng dây lát rồi mánh khoát tay quả quyết. Rút, tôi sẽ chịu trách nhiệm về mệnh lệnh của mình. Cậu để lại khẩu trung liên của kén và khẩu B.40 của ổn cảnh giới cho trung đội rút lui mệnh lệnh rời khỏi trận địa chốt đã được truyền đi hưng lấy chiếc võng ni lông làm thành một cái điệu rồi đặt cháu bé lên lưng mình buộc chặt lại cháu bé ngoan ngoãn nằm im trên lưng anh có lẽ nó cũng hiểu rằng hưng đang tìm mọi cách che chở cho nó anh vỗ nhẹ lên lưng nó và bảo nằm yên nghe cháu nó lý nhí đáp lại một tiếng dạ rồi thút thít khóc nước mắt nó lặng lẽ thấm vào vai áo hưng anh nhẹ nhàng trườn lên khỏi công sự bỏ theo các chiến sĩ của trung đội mình họ bỏ thấp, trườn qua những quãng đồi trống, luồn lách qua những bụi sim, mua mọc lơ phơ, giải rác trên đồi. Những chiến sĩ bị thương để lại trên lối đi những vệt máu đỏ sậm, đất vội vàng hút khô ngay và hẳn rằng đất sẽ không bao giờ quên. Vượt sang được sườn đồi bên kia, coi như họ đã vượt qua được khu vực nguy hiểm nhất. Bắt đầu vào rừng xanh họ lẫn vào với rừng, với cây. Nhưng, đúng vào lúc đó, họ lại gặp địch. Bọn chúng cũng ngụy trang kín mít những lá, luồn lách trong rừng đang tìm đường đánh vào phía sau của trận địa chốt trung đội trưởng mánh hiểu ngay ý đồ của bọn địch một mặt chúng tiến công ta dữ dội ở phía trước một mặt cho bọn này luồn về phía sau định chơi một cú bất ngờ bây giờ thì hốc sơi rồi bọn láu cá ạ à? mánh nghĩ vậy và nhanh chóng cho đại đội triển khai đội hình chiến đấu với thế bất ngờ trung đội vẫn dư sức đánh tan bọn này mặc dù có thể chúng đông tới một đại đội hưng cắm băng đạn cuối cùng vào súng em bé vẫn bám chặt lấy đôi vai rắn chắc của anh em không hề biết chính em cũng sắp sửa tham gia một trận đánh chính em cũng sắp sửa xung phong bọn bộ binh địch vẫn đang rẽ dừng tiến lại gần mánh nhận ra bọn chúng toàn mặc quân phục của lính biệt động biên phòng không hiểu lính của liên đoàn nào nhưng dù thằng nào thì cũng cứ nện cho nó một trận vỡ mặt đá anh lặng lẽ rút chốt một quả lựu đạn mỏ vịt mỹ cầm chắc trong tay đợi cho tốp địch đi đầu chỉ còn cách mình chừng hai chục mét anh mới vung tay tung lựu đạn và hô lớn. Xung phong. Toàn trung đội vừa thét vang vừa đồng loạt nổ súng. Bị đánh bất ngờ, bọn địch từ trong lùm cây vỡ túa ra, chạy ảo ảo. Chúng không biết là đã bị đánh từ phía nào tới, chỉ nghe thấy bốn phía rền lên tiếng súng. Chưa nhận ra đối phương, chúng hoảng hốt bắn vu vơ vào rừng, bắn đại cả vào nhau. Đội hình phút chốc đã dối bung. Hưng bật ra khỏi vị trí ẩn nấp, cắp ngang tiểu liên xiết từng loạt ngắn bằng, bằng, một thằng, bằng, bằng, hai thằng. Cứ như vậy, anh điểm mặt từng thằng địch. Anh vừa lao tới vừa bắn với một cảm hứng thật kỳ lạ. Có một lúc anh cảm thấy bàn tay nhỏ bé của em bé gái bấu chặt lấy vai mình. Như có thêm sức mạnh, anh nhào tới một tên địch vừa từ một lùm cây vọt ra. Nó đứng xứng trước mặt anh, miệng há hốc. Khẩu súng trên tay anh rung nhẹ. Tiến địch rú lên một tiếng rồi đổ sập xuống. Một viên đạn véo qua trên đầu, anh chưa kịp nhìn xem kẻ nào vừa bắn thì nó vọt ngang qua trước mặt anh. Anh hăm hở lao theo. Tên địch chạy ngoằn nghèo qua các bụi cây đánh lừa đường ngắm của anh. Nhưng nó không thể chạy thoát. Anh kiên quyết đuổi, đuổi miết. Mặc cho tiếng súng vẫn nổ gian ở phía sau lưng mình. Tên địch đột ngột dừng lại, như đánh một quân bài cuối cùng. Nó đưa khẩu súng ngắn lên, nhắm thẳng vào anh bắn liền hai phát. Nó bắn trượt, hai viên đạn xéo qua đầu anh. Em bé sau lưng anh sợ hãi hét lên một tiếng. Hưng vẫn lặng lặng lao tới. Tên địch hoảng hốt la lên một tiếng gì đó rồi quỵ xuống, đưa hai tay lên trời. Hưng cắp ngang súng, chậm chạp bước từng bước một về phía tên địch. Nó hoảng hốt nhìn vào họng súng của anh, đôi mắt dại hẳn đi. Rồi nó rú lên một tiếng thất thanh vào vùng dậy, chạy. Hưng bình tĩnh nâng súng lên, siết cò. Tên địch đang đã chạy ngã lộn một vòng, hai chân đạp liên hồi trên lá khô. Hưng chẳng buồn tiến lại xem nó đã chết hẳn chưa. Anh lặng lẽ quay lại vì biết mình đã tách khỏi đội hình của trung đội. Tiếng súng vẫn nổ gian. Hình như mọi người còn mải mê truy kích. Trên lưng anh, em bé gái lại đang khóc tấm tức. Không hiểu nước mắt nó hay mồ hôi của anh vã ra mà lương áo anh đã ướt đẫm. Ký sư Minh gào lên trong tiếng súng nổ rền. Ngồi cho vững. Anh ngoắt vội chiếc xe sang bên đường rồi quay đầu. Chiếc dép của anh vừa lách được qua một bên thì bỗng dầm. Anh ngoái lại thấy một chiếc đốt vừa lao sầm vào một chiếc xe chở hàng của trung tá biền nó bật nghiêng sang bên đường đầu bẹp rúm cả đoàn xe náo loạn binh lính nhảy rầm rầm xuống rồi phóng vào rừng mặc cho bọn sĩ quan hò hét chửi bới hoặc bắn súng hù dọa một chi đội xe tăng mắc kẹt ở giữa đám xe hơi chở lính chở đồ đang lồng lộn gầm rú vừa bắn pháo bắn đại liên ầm ĩ vừa tìm đường thoát ra chúng lao tới ủi đổ tất cả những chiếc xe nào ngáng đường một chiếc Mercedes thấp tè nằm bẹp dí dưới băng xích của một chiếc M48 và bị nó dê đi một đoạn dài. Người tài xế không hiểu sao vẫn ngoi được một nửa thân ra ngoài. Dên ò ò. Một chiếc xe cây cỡ lớn cao ngất nghèo cũng vừa bị ủi đổ. 4. Năm người lính tiếp vụ ngồi trên xe bị hất văng ra ngoài cùng với những két bia 33, những chai rượu Martin, whisky và những thùng mỡ lợn. Súng vẫn nổ rền bốn phía. Đạn gào rít trên đầu, man dợ như tiếng rít của một bầy quỷ dữ. Những người đàn bà vợ lính hoặc không phải vợ lính, mặt xanh như tàu lá, vừa run rẩy khóc mếu vừa lễ mế sách đồ, dắt díu con cái chạy tứ tung. Ông trung tá Lê Hữu Biển béo mập, ục kịch là thế mà bây giờ bỗng nhanh nhẹn như một con bói cá. Ông chạy tới xe này hét một câu rồi lại chạy tới xe khác hét một câu. Chẳng xe nào còn tài xế. Cái bọn mắc dịch ấy bỏ chuồn giáo trọi rồi. Khổ thân ông. Bà vợ cũng mất hẳn cái vẻ lịch sự, cao sang thường ngày. Bà cũng chu chéo, la hét, nhảy sòn sòn. Cái kiếng gọng bự đã rơi đâu mất, cái mini rip đúng mốt không hiểu móc vào đâu mà rách toạc một đường từ gấu tới cạp. Vậy nên, khi ông trung tá kéo bà bò của chạy lấy người, nó cứ phập phành, phấp phới như một thứ cờ hiệu. Minh đã quay xe nhưng không thể nào mà chạy lui trở lại vì đường đã tắc nghẽn. Vợ anh và Mai vẫn nằm ép trên đống vali vừa kêu khóc vừa run như cầy sấy. Súng vẫn nổ gian bên tai không hiểu đạn từ phía nào bắn tới. Chưa thấy một người lính giải phóng nào xuất hiện. Minh bặm môi, suy tính dây lát rồi hét toáng lên. Xuống xe, bỏ mà chạy thôi. Chị tám mặt bạch ra vì hoảng sợ nhưng khi nghe thấy chồng nói bỏ xe, chị hốt hoảng la lên. Sao bỏ? Bỏ. Nhanh lên không chết giáo bây giờ. Mai lập cập nhảy xuống rồi quay lại đỡ chị tám. Minh nhăn mặt quát. Nhanh lên. Sớ dỡ mãi chị tám quýnh quáng, chạy quanh chiếc xe, hai tay chị giang ra như muốn ôm lấy tất cả mà mang đi. Minh quay lại trận mắt quát đi, rồi cầm lấy tay chị mà kéo sành sạch. Tanh, một ánh chớp lóa trước mắt. Mai và chị tám cùng ngã vật ra, chân tay bùn rủi. Tanh, tanh, chiếc xe tăng mở 48 vừa ầm ầm lăn qua vừa bắn. Tiếng xích sắt nghiến giận người. Minh sốc nách vợ dậy và tiếp tục chạy. Được một quãng anh mới chợt nhớ mình đã không mang một chút gì, kể cả một ít thức ăn khô phòng thân. Anh vội ấn vai hai người đàn bà cho họ nằm xuống rồi hét vào tai họ. Nằm nguyên đó, tôi trở lại xe. Chị Tám hoảng hốt bật dậy lao theo. Mình ơi! Panh! Panh! Lại một chiếc M48 nữa lao qua. Minh quay lại hét. Nằm đó, tôi quay lại ngay. Em đi với. Chị Tám vẫn bươn bà chạy theo chồng. Panh! Panh! Chị Tám kêu thét lên một tiếng rồi ngã vật ra đường. Mai trồn dậy, kêu thất thanh. Chị Tám Chiếc xe tăng láng qua, băng xích nghiến sát đầu chị. Đán lý chị thoát chết nhưng vừa lúc đó một chiếc xe rép chạy lộn trở lại láng vào vệ đường để tránh chiếc xe tăng. Mai ôm mặt hét lên một tiếng giận người. Trời ơi! Minh cũng hét lên một tiếng khủng khiếp rồi chạy lộn trở lại. Nhưng anh làm sao cứu nổi vợ? Chiếc xe rép trườn qua người chị. Người lái xe hốt hoảng định phanh lại nhưng tên sĩ quan béo ị ngồi trên xe hét lên. Chạy mau! mình đứng sững trước sắc vừa nát bấy máu me bê bết bỗng anh hộc lên một tiếng rồi rút súng lao theo chiếc xe vừa giết vợ anh anh vừa chạy vừa vung súng ngắn sổ liền một băng nhưng anh bắn không trúng. anh không phải là một sĩ quan chiến đấu anh chỉ là một kỹ sư sửa chữa máy bay tên sĩ quan ngồi trên chiếc dép quay lại nhếch mép cười rồi cũng nâng súng lên nổ liền hai phát chiếc xe lại chồm lên hai phát đạn đều găm trúng bộ ngực ứng nghẹn căm hờn của mình anh sững lại loạng choạng rồi ngã vật xuống mặt đường. Tanh, tanh, tanh. Lại một chiếc xe tăng nữa lao tới. Khi băng xích của nó lướt qua, trên nền đường chỉ còn lại một nửa cái xác còn tươi nguyên, máu me đầm đìa. Mai ôm mặt, ngã vật xuống vệ đường, ngất xỉu. Súng vẫn nổ, xe tăng vẫn gầm rú. Binh lính vẫn hò hét và chạy tới chạy lui. Những người dân khốn khổ bị cuốn theo cuộc di tản vẫn kêu khóc rền rĩ, hoảng loạn không biết chạy đi đâu cho thoát cơn khói lửa mặt đất rung rình chấn động bầu trời vần đục quằn quại bởi những cột khói đang bốc lên dày đặc những cột khói những tia máu đen đang vọt lên từ mặt đất mai chạy phóng vào rừng như một người mất trí không dám quay lại nhìn hai cái xác nát bấy của vợ chồng kỹ sư minh mai chạy không phải chỉ để thoát chết hình như cô không còn nghĩ đến cái chết nữa sớm muộn nó cũng sẽ đến nghĩ làm gì cô chạy trốn khỏi cái nơi người ta đang đạp xéo lên nhau để thoát thân. Cô chạy, để trốn một sự thật tàn khốc, chạy trốn bộ mặt thật ghê tởm của chiến tranh. Phía sau lưng cô, tiếng súng vẫn nổ ran như muốn xé nát tất cả. Tiếng xích xe tăng vẫn nghiến ầm âm trên đường. Lúc này cô nghe giống như tiếng nghiến răng của một con quái vật hấu đói. Nó đang nhai, đang nuốt, đang lồng lộn vì chưa được hả hê. Rừng khộp minh mông, khô khốc, nóng hừng hực như sắp sửa bốc cháy trên không trung, những tiếng rít xé trời của đại bác, của máy bay giống như tiếng cười gần, tàn nhẫn, độc địa của thần chết. Hắn đang bay lơ lửng ở trên đó và gieo cười nhìn nhân loại đang quần quại trong cơn máu lửa. Đứng giữa khoảng trời đất này, cô chỉ là một sinh mệnh nhỏ bé, li ti như những hạt bụi. Mình sẽ chết, mình sẽ chết. Mỗi khi một trái đạn pháo rít qua đầu, cô lại nằm bẹp xuống nền rừng nóng rực và lầm nhầm mấy tiếng ấy. Mình sẽ chết, mình sẽ chết trên không trung lại nghe tiếng cười gằn của thần chết. Ừ, mày chết đi, mau lên. Mày sống thì có nghĩa lý gì ở trên trái đất này? Không, ta phải sống. Sống để nói với ngươi rằng con người không phải vô nghĩa đến thế. Ha ha, vậy thì ta sẽ để cho mi sống. Sống và quằn quại, hỡi con người ngu ngốc. Không, tao không ngu ngốc. Nếu tao ngu ngốc thì tao đã không biết đau khổ trước thảm họa của con người, của dân tộc. Mai lại bật dậy và chạy. Đôi dép đế cao su của cô đã văng mất từ lúc nào, cô không biết. Bàn chân cô rách toạc, dớm máu, mồ hôi tuôn vã ra, cuống họng khô cháy, rát bỏng. Mai vẫn chạy, chạy miết, không cần biết mình chạy đi đâu. Đến khi đã mệt lử, cô đứng tựa vào cây thở dốc một hồi rồi lại chạy nữa. Chạy miết vào cái mênh mông, khô khốc và vô định của rừng cao nguyên. Đến một lúc, tiếng súng ở phía sau lưng cô có dịu đi, Cô cảm thấy sức lực trong mình đang cạn dần. Cô không chạy được nữa mà bước đi từng bước chậm chạp. Lá khộp vỡ dưới chân cô rào rạo khiến cô dần dợn tưởng như đang đạp lên những mảnh thủy tinh. Cô thở khò khè, nặng nhọc. Mồ hôi tuôn ra ướt cùng mình, ngực cô nóng rực như có lửa. Khát quá, nức, thèm nước quá. Cô khẽ riêng gì như vậy và chợt hiểu mình đang có lên đi tìm một khe nước. Nhưng cô không biết rằng, ở xứ này vào mùa khô phải gian khổ lắm mới tìm được một khe nước trong tất cả những cuốn tiểu thuyết mà cô đã đọc, thiên nhiên đều dịu hiền, kiều diễm và đáng yêu chứ đâu có khắc nghiệt nhường này. Mệt mỏi, tuyệt vọng, cô tìm đến một bụi cây vừa thở vừa khóc nức nở. Bây giờ cô mới hoảng sợ vì thấy mình cô đơn, không còn một ai để mà nương tựa, cậy nhờ trong cơn hoạn nạn. Cô xót xa cho số phận của vợ chồng kỹ sư Minh. Cái chết của họ thật đau đớn và oan nghiệt. Liệu cô có tránh khỏi một cái chết như vậy không? Nghĩ vậy cô lại khóc nấc lên khóc mỗi lúc một to, rồi đột nhiên cô im bật, hoảng hốt nhìn quanh, hình như cô đã để tiếng khóc của mình bật ra to quá. cô nghe được tiếng vang vọng của nó, nhưng không phải, bởi vì cô đã nín khóc rồi mà tiếng vang vọng ấy vẫn còn quanh quất đâu đây. con ơi, là con ơi, tiếng khóc bỗng bật lên thành tiếng kêu xé ruột. mai giật mình ngồi bật dậy, ngớ ngác nhìn quanh, không có một ai cả phải chăng tiếng khóc vừa rồi chỉ vang lên trong tưởng tượng của cô. Cô lại mệt mỏi nhắm mắt. Nhưng rồi, tiếng khóc ấy lại vang lên, tức tưởi. "Ới con ơi là con ơi." Lần này thì cô đã nhận ra đó là tiếng khóc của một con người, một người mẹ. Chỉ có người mẹ thì mới khóc con như vậy. Tự nhiên, Mai thấy dịu đi nỗi cô đơn. Dù là tiếng khóc, nhưng vẫn là tiếng của con người. Mai đứng dậy, ngập ngừng đi về phía tiếng khóc của người mẹ cô đã tìm thấy người mẹ ấy chị nằm lăn trên mặt đất đầu tóc rũ rượi quần áo nhầu nát bên cạnh chị là năm sáu người đàn bà mấy đứa trẻ một ông cụ dâu tóc bạc phơ và ba bốn người lính tất cả đều mệt mỏi phờ phạc họ im lặng vì chẳng ai biết an ủi người mẹ kia như thế nào ông cụ tóc bạc nhắm mắt lâm dâm cầu nguyện thỉnh thoảng lại đưa tay lên làm dấu. mai đến đám người cũng chẳng buồn ngẳng lên nhìn vì cô cũng chẳng khác gì họ cô cũng chỉ là một người trong bọn họ. Người mẹ kia chật đứng phát dậy, hất mớ tóc rối bù ra phía sau. Đôi mắt chị sáng rực, chị đứng dậy, không nhìn mọi người, xăm xăm bước đi. Một người lính từ nãy tới giờ vẫn ngồi tư lự vội vã đứng lên, tiến tới nắm lấy cánh tay chị. Đừng! Chị hai! Ra đường bây giờ nguy hiểm lắm. Tôi không sợ, chị quay lại nhìn xoáy vào mặt người lính. Tôi đi tìm con tôi, các người sợ nhưng tôi không sợ. Cái nhìn sâu hoáy của chị khiến người lính kia phải lùi lại. Anh Pháp một cử chỉ tuyệt vọng, miệng vẫn lầm bẩm Chị, không nên, không nên ra ngoài đó. Nhưng người mẹ ấy đã quay ngoắt, kêu hánh bước đi. Mọi người vẫn im lặng nhìn theo. Những người đàn bà khác thở dài, ôm chặt lấy con mình. Người lính ban nãy nhìn mọi người, rồi hỏi. Ta đi đâu? Đi đâu? Một chị phụ nữ chừng 30, bị một vết thương trên đầu, ôm một cháu bé chừng 3 tuổi hỏi lại câu ấy. Không ai trả lời chị và anh lính. Trong hoàn cảnh này không ai biết nên đi đâu. Một lát sau, lại vẫn chỉ phụ nữ ấy thở dài, nói với mấy anh lính. Thôi thì mấy anh là đàn ông. Mấy anh đi đâu thầy chị em tôi đi theo tới đó. Ông cụ tóc bạc thôi cầu nguyện, thở dài náo ruột. Thời buổi loạn lạc, trâu bò húc nhau, rồi mũi chết. Một cô gái, nhỏ hơn mai vài tuổi, ôm khư khư trong lòng một bọc áo quần, Nói với mọi người, biết vậy ta cứ ở lại play cu. Cool. Ông già vội xua tay. Không được cháu ơi, bọn người trên rừng tràn xuống, nó sẽ giết hết. Chúng nó còn tàn bạo hơn cả quỷ sa tăng. Cầu Chúa diệt hết chúng nó đi. Chị phụ nữ bị vết thương trên đầu thở dài. Đường nào thì cũng chết, sao không chết ở nhà ở cửa. Than vãn đã chán, đoàn người khốn khổ ấy thấy cần phải đi. Giữa lúc đó từ phía họ vừa chạy qua bỗng vang lên tiếng loa pin, "Hỡi đồng bào, chúng tôi là quân giải phóng, con em của nhân dân. Đồng bào tị nạn hãy ra đường, tìm gặp quân giải phóng để được giúp đỡ. Không nên chạy vào rừng. Hỡi đồng bào, chúng tôi là quân giải phóng, con em của nhân dân." Tiếng loa lúc gần, lúc xa nhưng mọi người vẫn nghe được những lời kêu gọi tha thiết. Họ ngơ ngác nhìn nhau, do hỏi, cô gái nhỏ tuổi ngập ngừng nói với mọi người, "Các bác, các chị ta ra ngoài đường đi. Ông già có mái tóc bạc vội xua tay. Đừng, cháu ơi, sao dại ruột thế? Một người lính, mặt đen như sắt, dâu ria xùm xoàm, cười hành hạch. Nhỏ ơi, nhỏ mà mò ra đường bây trừ thì tụi cộng vỗ lấy nhỏ ngay cho coi. Không ai bàn tới chuyện trở ra đường nữa. Tiếng loa vẫn lúc gần, lúc xa rồi chìm nghìm trong tiếng súng, đạn mỗi lúc một rộ lên. Đoàn người lại uể oải đứng dậy, lê bước đi trong rừng có đến chừng hơn trăm con người phần lớn là đàn bà trẻ nít quây quần trong một con suối cạn kẻ ngồi người nằm la liệt ai cũng mệt mỏi phờ phạc hốc hác ai cũng khát nước cổ họng khô cháy đôi môi cứng ngắc nứt nẻ tội nghiệp nhất là đám trẻ con chúng khát quá gào khóc đòi uống nước các bà mẹ dỗ chán chúng không nín các bà mẹ giận dữ phát vào mông chúng bành bạch để rồi lại chính các bà ôm mặt khóc vì thương con. Một vài người khôn ngoan mang theo được một chút thức ăn khô hay một bình nước bắt đầu phải giấu giếm. Họ lẻn ra một chỗ khuất ngồi ăn uống để tránh những con mắt hau háu của đồng loại. Đã có những vụ cướp giật. Cách đây vài chục phút có một tốp biệt động đi qua. Bọn lính thất trận ấy đã dí súng vào lưng người ta rồi lục lọi đồ đạc của tất cả mọi người. Thức gì ăn được chúng cuống ngay, có đứa còn ngang nhiên dí súng bắt người ta lột cả nhẫn, dây chuyền, đồng hồ đưa cho chúng. Mai chui được vào một bụi cây, nằm đó, lặng lẽ chứng kiến những cảnh ấy. Ở Sài Gòn cô không lạ gì những cảnh cướp giật của bọn du đáng. Nhưng cô không thể tưởng tượng được rằng ở trên đời lại có những kẻ táng tận lương tâm tới mức sẵn sàng giật lất những miếng ăn cuối cùng trên tay đồng loại. Cô không hiểu Việt Cộng họ dã man tới mức nào. Còn những hành động của bọn sĩ quan, binh lính của quân đội quốc gia mà cô đã chứng kiến từ khi rời khỏi Pleiku tới giờ cũng đủ để cho cô ghê tởm cô không hiểu đến khi gặp cảnh cùng quẫn này thì liệu anh trai của mình có hành động như bọn lính man dợ này không thật kinh khủng khi phải trả lời câu hỏi đó bởi vì cô không thấy có gì khác biệt giữa anh cô và những tên lính những tên sĩ quan tàn bạo mà cô đã gặp cô nhớ tới thuận chỉ có thuận là cô tin dù có rơi vào những cảnh huống bi đát như hiện nay thuận vẫn giữ được sự trong sáng của lương tâm con người nhưng những người như thuận hiếm hoi quá vậy mà đã bao nhiêu năm cô coi những người lính kia như những thần tượng cô tôn thờ họ như tôn thờ những bậc anh hùng cô nhếch mép cười mỉa mai khi nhớ lại những bức thư xuân mà cô nhân danh một em gái hậu phương trốn đô thành gửi tới xa trường cho những người lính kiêu hùng có một lần cô được thay mặt cho những cô em gái hậu phương của trường trung học cô giang tới thăm một đơn vị lính dù và được vinh dự khoác lên cổ những anh hùng diệt giặc của đơn vị ấy những vòng hoa chiến thắng hồi ấy cô tự hào về việc đó cô cảm thấy mình được đóng góp một phần vào việc khích lệ tinh thần chiến đấu cao thượng của họ. Bây giờ, thật chớ trêu, chính cô lại là một trong những người được chứng kiến sự dơn nát, bạc nhược, tàn bạo của những bậc anh hùng ấy. Mỉa mai thay cho cô, mỉa mai thay cho cuộc đời. Nhưng, hơn lúc nào hết cô muốn sống, muốn đem tất cả những điều mình được chứng kiến trở về Sài Gòn kể lại cho bạn bè cô, ba má cô, những người đang trông cậy vào tinh thần chiến đấu quả cảm và hữu hiệu của quân đội. Mệt mỏi, đói khát, căng thẳng đầu óc bởi những suy nghĩ, dằn vặt, cô thiếp đi được một lát. Nhưng rồi những tiếng la hét, chửi rủa lại đánh thức cô dậy. Khi mở mắt ra, cô liền được chứng kiến một cảnh mà tất cả những nhà soạn bi hài kịch trên đời này phải thèm muốn. Mụ vợ trung tá biển đầu tóc rã rượi như một con điên, cái váy đầm đã rách như sơ mướp đang nhảy tưng tưng xỉa sói vào mặt chồng và văng ra đủ thứ tục tiểu bẩn thỉu nhất trần đời. Lão trung tá mặt đỏ ửng, ngố nghế như một cái đụn thịt biết đi, ú ớ chống đỡ cơn tam bành cả mụ vợ. Lão cứ lùi mãi, lùi mãi, miệng lắp bắp. Mụ vợ càng tiến tới, hung dữ như một con sư tử cái. Tiếng mụ rít lên xoe xoe. Thằng béo ị kia, thằng mặt dày kia, vàng bạc của bà đâu, của cải của bà đâu, dễ chừng cái mặt mày xúc được đấy hẳn. Đồ bò đực mày không mang được của cải vàng bạc của bà về thì bà sẽ xác mày ra mụ vừa chửi rủa vừa lấn tới vỗ bành bạch để minh họa cho những câu chửi rủa thêm sinh động lão trung tá vừa lùi vừa rít lên mụ câm ngay đi mụ tưởng tôi không sót của hà cả một cuộc đời tôi mụ vợ càng nổi điên đời mày á mặt mày mà làm nên cơ nghiệp á tất cả là ở bà đây này đồ đĩ câm ngay đi tính làm trời hả á à là mụ sư tử cái rít lên, mày bảo bà là đĩ hả? Ừ thì bà đĩ đấy, bà có đi đánh đĩ thì mặt mày mới được vinh váo thế kia chứ. Bà đánh đĩ với tướng với tá, chứ cái mặt mày thì ra cái thá gì. Hự, một cú đấm như trời giáng vào cái bộ ngực đồ sộ của mụ. Mụ nổi điên, xông thẳng và túm lấy cổ áo đức ông chồng rồi vung tay nện bôm bốp vào cái mặt bự thịt của ngài trung tá. Vốn không phải người sinh ra để chiến đấu, vì trung tá chỉ là liên đoàn trưởng liên đoàn tiếp vận kiêm nhà buôn và chủ áp phe vì vậy trong những phút đầu ngài đã tỏ ra lúng túng nhưng sau khi hưởng mấy cái tát ngài cũng tìm cách bung ra khỏi đôi tay rắn chắc của mụ vợ và ngài giành ngay được thế chủ động vì ngài có súng khẩu browning ninh cỡ nhà ngài kêu mang bấy nay không phải vô dụng bị họng súng chĩa thẳng vào ngực nhưng mụ vợ vẫn không hề tỏ ra nao núng mụ vẫn sông tới rít lên á à, à mày dọa bắn bà à đồ du côn. Thì mày bắn đi, bắn đi, bắn vào đây này, mụ vỗ bành bạch vào cái chỗ không nên gọi tên ra của người phụ nữ. Nhưng ngài trung tá không dạy gì mà bắn vào cái chỗ ấy. Ngài nâng súng lên cao hơn, độ nửa mét, và xiết cò. Mụ vợ rú lên mấy tiếng thất thanh rồi ngã vật xuống. Những người đàn bà gần đó cũng thét lên những tiếng kinh hoàng. Một người lính địa phương quân đứng gần đó, chỉ vào mặt biển mà chửi. Đồ giá man, khát máu. Tên trung tá cất tiếng cười gần. Mắt hắn thoát đỏ dọc lên, vằn đèo những tia máu. Hắn nhìn tất cả mọi người bằng đôi mắt thù hằn ấy. Thằng nào chửi tao? Mày hả? Vậy thì cho mày đi theo con mụ đó luôn. Bằng, bằng, hai phát súng nổ. Người lính địa phương quân loạn choạng bước về phía nòng súng của tên sát nhân. Mắt anh đã dại đi. Tên trung tá lẩy cỏ thêm một phát nữa. Anh lính địa phương quân học lên một tiếng rồi ngã gục. Cùng lúc đó, không hiểu từ phía nào, một băng tiểu liên A-15 nổ dẹt. Mọi người hoảng hốt nằm bẹp cả xuống lòng suối. Bọn trẻ con khóc ré lên. Khi định thần lại, người ta nhìn thấy tên trung tá đã nằm sóng xoài trong lòng suối cạn. Máu hắn và vợ hắn suối ra, chảy hòa vào nhau, nhuộm đỏ cả một khoảng đất cát và đá cuội. Hết phần 5